Nếu em đỗ đại học thì xin được chúc mừng em. Còn nếu em trượt đại học thì clip này là dành cho em. Chẳng có gì phải sợ cả. Thành công thì đem lại cho em sự mãn nguyện, nhưng thất bại mới chính là thứ khiến em trưởng thành hơn. Vậy nên chẳng có gì mà phải sợ hãi cả. Hoặc là mãn nguyện, hoặc là trưởng thành, cả hai đều được. Hãy mạnh mẽ lên. Bởi vì nhiều năm sau này khi em nhìn lại thì cái nỗi buồn này nó không đáng là bao nhiêu so với những khó khăn, thử thách đang đợi em ở phía trước. Đại học cũng chỉ là một con đường, mà thành công thì không giới hạn ngã rẽ. Nếu em đã bỏ lỡ kỳ thi lần này thì hãy cố gắng cho năm sau, hoặc là chọn một con đường mới. Vì vốn dĩ trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi. Cuộc đời này luôn mở cửa cho những ai có ý chí vươn lên. Chúc em mạnh mẽ nhé, cố lên.